đối tượng chặn đường đâm cán bộ thuế đã ra đầu thú. Vị cán bộ thuế cho biết giữa ông và bị can Nguyễn Thành Đạt không quen biết nhau, không có bất cứ mâu thuẫn gì. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 1 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam một đối tượng ra đầu thú. Đối tượng này đã đâm trọng thương một cán bộ cục thuế tỉnh Ninh Bình khoảng 6 tháng trước đó rồi bỏ trốn. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1985, trú tại phố Trung Thành, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình khởi tố trước đó. Theo tài liệu điều tra, khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2022, ông NVG chạy xe máy từ nhà đến trường chính trị tỉnh Ninh Bình, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình để học. Bất ngờ bị Nguyễn Thành Đạt đi xe máy tới áp sát và rút dao đâm một nhát vào đùi bên phải. Sau khi gây án, đối tượng Đạt nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông G được nhiều người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu với vết thương bị đâm sâu khoảng 4cm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức giám định sức khỏe cho ông G. Kết quả giám định, ông này bị tổn hại sức khỏe 9%. Ông G cho biết, giữa ông và bị can Nguyễn Thành Đạt không quen biết nhau, không có bất cứ mâu thuẫn gì. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.